bắt đầu. Con này ú quá ba không nổi nha. Trái thắng rồi các bạn, mình phải cố gắng bơi mà chưa thấy gì. Rồi bỏ hết cả chiếc rồi. Ở đây thì anh em đang chuẩn bị. Rồi chuẩn bị xuống một giỏ để chuẩn bị đua đây nha các bạn. Tiếp tế nước các bạn. Sao? Giờ không có lên cầu được nha các bạn. Mình chỉ có thể là đứng ở dưới đây để mình rơi cho nó bạn xem. Trời ơi, tính cũng năm bà quan luôn kìa.
Rồi bên đây thắng nữa rồi. Trời ơi, gãy dầm luôn rồi. Quá. Ôi, rồi giờ bên đây thắng lại các bạn. Rồi bỏ một chiếc luôn rồi. Rồi không có đường nào mà bên đây. Rồi bỏ hai chiếc luôn rồi. Ông ơi, đã rửa đường mà thấy không ổn thì từ từ bơi thôi nha. Để hồi nhậu nó dễ đánh tay. Rồi phía sau coi như là đua đứt luôn các bạn, không có đường nào. Rồi tiếp tục ở đây chuẩn bị tiếp tục nữa nha các bạn. Rồi ở phía sau buông dầm rồi, bay từ từ rồi để chút trừ sức đi nhậu nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây. Về bắt bên kia ăn năm à, chơi không? Bên kia thắng bên đây hả? Bắt bên kia ăn năm à, chơi không? Trời trời, dạo bánh này chiếu lúc gì đi cô. Rồi, tiếp tục. Quả rồi, quả dữ rồi. Rồi bên kia ngon lành này. Trời ơi, nhìn lại đi cô. Muốn chìm luôn rồi. Rồi chìm luôn rồi. Bên kia đi thẳng rồi, bên đây bỏ. Rồi bỏ luôn rồi. Bỏ một chiếc không. Xiết không lại đâu. Rồi tiếp tục ở đây chuẩn bị nữa. Không biết là không, hình như không có vô đây hay gì á. Là sáng thấy đi sớm mà không có hỏi chứ đi đâu. À, đúng rồi, tưởng lên trường không à. Hả? Tiếp tục. Bên này bay cũng dữ quá ta. Rồi bên đây thắng chắc luôn này. Vượt lên này. Hiện tại thì chưa thấy chiếc nào hơn chiếc nào. À chiếc này mới giữ nè. Chưa lấy chiếc nào nhanh hết, hiện tại là hai chiếc đang ngang bài ngang sức nha. Rồi.
chiếc bên tay trái là có vẻ nhỉnh hơn tí nha các bạn. Ê, mình hai mình bơi đều á, bơi đều đi, không có cần mạnh lắm mà bơi đều là ngon, đều dặn á, theo đều dặn á ha. Đều dặn á, thôi mình nương nương nha, mình bơi đều dặn. Có bầu ngày nào đâu mình nghe chơi. Không, mình dò á, mình dò cho nó đều dặn xuống lượt đi. Cái đội nào mà thấy đều dặn mà bơi bộ ngon đó lắm ơi. À, mình lại thắng rồi. Mình ta phải bơi nhỉnh hơn nha các bạn. Cái vỏ trước thì màu vàng ok hơn rồi. Mình ta phải thắng nữa rồi. Đó. Nghe bên kia mất người à. Thank you.
này chào mừng kỷ niệm 30 tháng 4, 1 tháng 5 quốc tế lao động. Cái này tắp vô để cho mấy chiếc kia sau bắt đầu đua nha các bạn. Tiếp theo rồi.